chào mọi người đến với kênh YouTube của mình nha. Sáng nay hôm nay là mình có đi đăng kiểm với chiếc xe tải Hino 6 tấn rưỡi tải Ben, nhưng mà mình vừa mới tới xưởng rồi, nhưng mà xe chưa có hoàn thành và mình đang đợi cho xong cái rồi mình đi đăng kiểm. Mời mọi người theo dõi clip của mình ngày hôm nay nha. Xe của mình đang chuẩn bị đi, thì anh thợ anh đang làm cho nó xong những cái mà cần thiết á, để cho xe nó chắc chắn rồi mới đi đăng kiểm. Đang kiểm tra, mấy anh thợ đang kiểm tra kỹ lưỡng ở công ty Trường Thịnh nè. Có mấy cái xe đã hoàn thành rồi, đang chờ để hai vợ chồng mình đi giao. Hôm nào mà mình đi giao hai cái xe tải lớn này á thì mình sẽ review cho mọi người xem ha. Cái chiếc đỏ đỏ này nè là xe 4 chân á, tải cẩu 4 chân. Đây là anh thợ đang thử cẩu nè. Mấy anh thợ của công ty ô tô Trường Thịnh á đang thử cẩu. Wow, hay quá. Đang kiểm tra cái cần cẩu cho xe. Ở bữa xe này á, mình đã review cho mọi người rồi, nhưng mình chưa có review cái cách thử cẩu. Wow, hay quá, cẩu lớn ghê luôn nè. Chắc hôm nào mình phải tập điều khiển cẩu cho nó rồn một tí xíu. Thấy mấy anh thợ làm hay quá trời luôn. Dạ, em quay cái cần cẩu nó đẹp, còn người ở đây không có thấy ai đẹp để quay hết á. Ở đây có một người đẹp thôi chứ đâu có nhiều người đẹp. Wow, rồi chưa. Còn đây là cái khung xương của xe bồn cám nha mọi người. Bồn chở cám cho CB nè, công ty mình đang làm. Em có biết bán gì đâu. Phải học hỏi thôi, mình phải học hỏi để mình công nhận mấy anh thợ kỹ thuật này giỏi quá. Sau này khi mà con mình lớn chắc mình phải cho con mình học bên kỹ thuật về ô tô quá. Ngưỡng mộ thiệt. Quá tuyệt vời luôn. Đây là cái dòng cẩu 3 finger. Cẩu mà công ty ô tô Trường Thịnh độc quyền. Là cái nhà phân phối duy nhất ở Việt Nam nha mọi người. Tất cả những công ty trên toàn quốc á, thì ai muốn mua dòng cẩu 3 finger này phải qua công ty ô tô Trường Thịnh mới được. Sau này khách hàng nào có muốn mua xe mà có cẩu, có xe đầu kéo, xe tải rồi á, mà muốn dùng cái cẩu 3 finger thì liên hệ với công ty ô tô Trường Thịnh nha, sẽ được giá ưu đãi, giá tốt nhất thị trường Việt Nam. Đây là cái bồn để 11 chở cám. Dùng cái bồn đó sẽ lắp lên cái xe tải DU nè mọi người. Xe chuẩn bị đây rồi, khi mà bồn xong nó sẽ lắp lên xe. Xe đẹp nha. Còn đây là cận cảnh cái chiếc xe tải cẩu 3 finger 4 chân. Wow, quá đẹp chưa. Hôm nào khi mà mình đi á, đăng kiểm cái xe này thì mình sẽ review cho mọi người xem nha. Đó, tuyệt vời chưa. Xe bự vô cùng luôn. Tương đối thấp, nhưng mà không phải vì cái chuyện thấp đó mà mình không làm được việc lớn nha mọi người. Mình á thì cao 1m56 thì gọi là cái chuẩn của người phụ nữ Việt Nam, gọi là tương đối rồi. Cho nên là mặc dù cái xe này lớn thiệt
lúc mà mình đứng ở dưới đất á, cái cảm giác thì nói sẽ nó rất là lớn, rất là to, nhưng mà đến khi mà mình leo lên mình kiểm tra và mình chạy á thì cũng bình thường thôi, tại vì mình chạy được đầu kéo thì chuyện mà chạy cái xe 4 chân 5 chân đó, nó là bình thường, không phải là mình nổi nha mọi người. Nhưng mà mọi người coi những cái clip trước của mình á, thì khi thấy mình chạy những chiếc xe đó, mọi người sẽ cảm nhận được người phụ nữ Việt Nam vừa mạnh mẽ, kiên cường trong chống giặc, và cũng là cái người phụ nữ đi đầu trong việc làm kinh tế nha mọi người. Có bà chú chó cưng ghê. Đi. Ê, ở dưới xưởng mà có mấy chú chó con nè, cưng lắm luôn, đáng yêu lắm luôn. Ơi, xe vừa mới xong mà mình cũng mới vừa rời khỏi công ty. Vừa mới rời khỏi công ty thôi. Đang ở trên cái đường này, đường nội bộ của cái khu mấy công ty trong đây, cho nên là cũng rất là an toàn, cho nên quay cho mọi người thì cũng không có gì để gọi là mất an toàn nha. Hôm nay thì trời trong gió mát, cho nên nhìn cảnh vật đâu đâu cũng rất là đẹp. Trong khu này thì vắng nhà lắm, đi tuốt vô trong thì chỉ có công ty Trường Thịnh với lại 1-2 công ty nhỏ lẻ, và cái người dân ở trong đó thì người ta chờ đi chợ xa, thì người ta chờ. Mỗi buổi sáng thì có người đem rau củ quả thịt cá tới, người ta sẽ mua, người ta về, người ta để dành trong tủ lạnh. Giờ mình đổ dầu cho xe, mình mới đi đăng kiểm ha, cho nên việc mà xe mới mà không đổ dầu á thì dạ con gửi chú, không đổ dầu á thì có khả năng là nằm đường, mà mình cũng không có biết bơm đâu. Mỗi lần hết dầu mình không biết bơm mà là phải có người đứng đó đợi, lát á nhiều khi tài xế đi ngang thấy người ta xuống ta phụ cũng tội lắm. Ngày xưa mình hay bị rồi, cho nên là cẩn thận, ra là bơm liền, bơm dầu liền cho nó an toàn. Mình đã đăng kiểm xong rồi, mình sẽ đi về công ty thôi. Thì trên đường đi mình sẽ tâm sự cùng mọi người ha. Xe này thì tinh thần là sáng mai mình sẽ đi giao ở Kiến Tường, thị xã Kiến Tường, thuộc ngày xưa đó là thuộc Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Nhưng mà chưa biết là mình đi không xã mình đi. Lát nữa hồi sáng này thì mình chạy xe ra khỏi công ty, mình cũng có suy nghĩ là dự định mình sẽ quay để review về cách hướng dẫn cho những bác tài mới cách mà dê xe, nhưng mà do cái chỗ trong cái xưởng á, các bạn nhìn cái lúc đầu á thì trong xưởng á thì nó có xe đang thử cẩu rồi đó, với lại mình cũng phải cắm đầu vô để cho nó trong mấy anh thợ ảnh sơn những cái chỗ góc khuất đồ của xe nó kỹ lưỡng hơn. Thì mình một lát mình không có dè, muốn
gia xe an toàn á, thì có những điều cần biết căn bản mà đối với mình không biết là có đầy đủ hay không. Còn nếu như mà có sơ sót gì thì mọi người góp ý với mình nha. Thì để mà đảm bảo an toàn tuyệt đối khi mà mình gia xe, thì trước tiên á, mình phải kiểm tra, mình đi một vòng xe mình kiểm tra xem phía sau mình có chướng ngại vật hay không, hay là có những cái em bé nhỏ chơi đằng phía sau xe hay không. Rồi và khi mà kiểm tra một vòng rồi và mình định hình được cái xe của mình dài bao nhiêu và đi vô làm sao để chọn những cái góc nào để vào cái vị trí đó cho nó an toàn, thì mình phải đánh qua một vòng để mình kiểm tra rồi bắt đầu mình mới gia. Khi mà đối với cái việc mà gia xe mà có cái người ở phía sau làm lơ cho mình á thì nó rất là đơn giản, còn khi mà không có người làm lơ á thì mình gia mà nếu mà cảm thấy không có an toàn thì mình nên nó vào gần cái vị trí mà phía sau mình có thể là có cây hay gì đó, thì mình tốt nhất á là mình phải đi xuống khi mà gia vào gần tới cái vị trí rồi, hoặc là chướng ngại vật phía sau mình sợ bị đụng á thì mình xuống để mình nhìn lại tí xíu, để nhiều khi mình gia quá đà nhìn không hết á thì nó đụng ở phía sau. Có nhiều cái xe thì nó cũng bị đụng mớp béo ở phía sau thùng rất là nhiều. Và mình kể mọi người nghe là ngày xưa lúc mà mình, nói chung là mình thì tính mình thì cũng rất là cẩn thận. Và một cái sự kiện là mình năm rồi đó, mình gia xe và do cái lúc đó thì nói chung là không phải là mình đổ thừa đủ lý do, nhưng mà nghề tài xế mà chân trong chân ngoài đôi lúc có những cái mà nó giống như là lúc mà nó xui rồi á, thì mình chỉ cần một phút lơ là, một phút sơ ý thôi thì mình va chạm rồi, thì cái va chạm của mình nó cũng không đáng có. Thứ nhất là gặp ngay cái bác tài gọi là tham tiền nên bắt mình bồi thường một cái số tiền cũng quá đáng, gấp 5 lần cái số tiền thực tế. Rồi còn thứ hai nữa thì cái người chủ xe mình, nói chung là đa số phải với 90% xe của mình làm cho xe mới thôi, thì khi va chạm thì đối với một cái người khách của mình á là một cái anh chủ xe rất là hiền, rất có tâm, thì ảnh không nói gì, nhưng mà cái xe cũ cái kia thì người ta đòi tiền, người ta là bồi vĩnh tiền, cuối cùng mình cũng phải đền thôi. Thì chuyện mà làm tài xế mà mình có tâm thì khi mà mình lỡ có gặp sự cố gì đó thì sẽ gặp những người có tâm, chứ đừng có tham tiền quá không có tốt. Và khi mà mình chạy xe cũ á, xe mới mình đang kiểm á, thì chính vì một cái chiếc xe tải van mà mình sơ ý, cái mình y nó nhỏ, mình ve cái làm cái vèo cái nó cong cái biển số, cuối cùng mình cũng phải đi gò biển số lại cho người ta tốn tiền. Nói chung là có những cái đó là những cái nhỏ thôi thì tốn không bao nhiêu tiền, nhưng mà tự nhiên cái cảm giác là mình là người, một tài xế là chạy không có khéo như vậy đó, giống như mình bị tâm lý. Cái đó là về phần lùi xe. Còn đối với những cái xe dài á, xe 3 chân, 4 chân và xe 2 chân cũng vậy, thùng nó dài quá thì khi mà xe che xe thì hết sức cẩn thận, và tốt nhất là mình cần tìm một cái người lơ coi cho mình, nhờ người ta coi cho mình. Thì tất cả những người tài xế mà đi chung, khi mà một cái chiếc xe mà che thì thấy không có phụ thì chắc chắn là những người đó sẽ hỗ trợ cho mình che để đảm bảo an toàn. Cũng giống như mình, mỗi lần mà mình thấy cái bác tài nào đó mà che mà chỉ có một mình thôi thì mình lúc nào mình cũng sẽ làm lơ và mình cũng để ý giùm cho những bác tài đó. Đó là cái tâm của người tài xế. Và còn đối với những cái loại mà thùng cao á, đối với thùng xe ben này nè, thì mình nhìn gương mình có thể nhìn luôn, thấy ở tận cái đuôi xe luôn, mình nhìn vừa nhìn bánh xe vừa nhìn bên hông, bên tài, bên phụ, và mình nhìn thấy được ở phía sau. Thì cái đó là cái tầm nhìn của mình, nó không có khuất lắm thì nó dễ, nó đơn giản rồi. Còn đối với những cái xe mà thùng đuôi bạc, thùng kính gì đó thì cái tầm nhìn ở phía sau đuôi của mình nó rất là hạn chế. Thì đối với mình
thì có lúc mình cũng phải ở trong cái khoảng ấy nha, ở trong cái đường mà đường cái khuôn viên á, chứ đừng có đứng ngoài đường khi mà mình che mình khum đầu ra để mình coi sau đuôi thì rất là nguy hiểm. Tại đó với những cái chỗ trống ở trong cái bãi xe rồi đó, ở trong công ty á, thì mình khum ra để mình nhìn ở phía sau thì nó sẽ an toàn hơn, mình thấy nó an toàn hơn. Rồi, cái đoạn này hơi kẹt xe nè. Có phù lòng nhau. Sông trôi như lục bình trôi. Lục bình trôi nhanh. Bờ vỡ chia cách mịt mờ. Bây giờ mình về tới công ty ô tô Trường Thịnh rồi nha. Bây giờ mình về tới công ty ô tô Trường Thịnh rồi. Mình sẽ cắm đầu vô. Đậu luôn. Cắm đầu vô cho nó an toàn. Đó, để cho mấy anh sơn phim. Đúng rồi, thôi đi. Báo với xưởng đi. Báo với xưởng lát phải dời xe ra. Giờ chiếc kia mới vô sơn được. Rồi mình về tới công ty rồi. Hôm nay mình chia sẻ về cái chuyến đi của mình với lại cách giao hướng dẫn sơ về cái cách gia xe cho nó an toàn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu cảm thấy hay hãy like, share và đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hay hơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.